tôi quay đi nha. Trời ơi, Bưng, cái chuyện ta ấy mà Bưng chi. Yeah.
rồi xuống dọn đi, xuống rồi lấy cái bàn xuống luôn, rồi lên cái ly hương này để lên bàn thờ. À, hang đó rồi coi ấy, cái bàn vuông vuông á, con nhỏ nhỏ, bàn vuông vuông nhỏ nhỏ cao cao á, đem xuống đây vinh bàn này, vinh cái ly hương đem lên xuống đây. Nè bỏ này vô luôn không, bỏ này vô luôn hả, để viên đốt. Dằn cái dây lên đi anh ba, dằn cái dây lên đi. Lấy cái bàn xuống rồi vuông thấp xuống chưa? Cái bàn vuông thường hay cúng ở trên trước, cái bàn vuông cao cao vậy nè. Lấy cái dao ra chặt cái này nhóc. Chặt ra lấy cái bao đựng vô dục. Dao một gác dục. Không, mấy cái ly đó lấy lại cái gì là để lên cái bàn đốt ngang cho má. Vậy hả? Có đó cậu. Ờ, đem xuống đây. Cậu lên lấy xuống đây. Cậu chặt bánh luôn không cậu? Ờ, mày ngồi trong đây mày chặt cũng được rồi. Đây, cái chừng vô gạch. Chặt ngang cái con. Cái chừng vô gạch. Kệ nó đi. Rồi. Rồi, được rồi. Rồi, gom thùng rác đổ. Hả? Lùng đó rồi. Kêu nó đợi chút xíu, dắt xe chuyền vô giùm. Cái này chút gom rồi. Rồi là chùi sạch này đi kiếm cái đầu lót lên đi. Vậy ra. Lấy đầu lau cái bàn này đi, rồi xếp cái giường của ngoại đưa cho, đẩy cho ngoại luôn, xịt khuẩn luôn. Không, để bàn ở ngay cái góc bàn thờ đó. Không, để dưới cũng quèn đây nè. Chứ đâu có phải để ấy đâu. Tắt đây. Khoa để tôi xịt. Rồi tháo ra xếp lại. Rồi. Biết rồi nhưng mà bà chèn ra cho thằng lùng đồ kìa, nó đem ra ngoài giường kìa. Rồi kéo cái này qua bên đi. Trời ơi, ưng cái chuyện ta ấy mà phân chi.
Rồi xuống dọn đi. Xuống rồi lấy cái bàn xuống luôn rồi lên cái ly hương này để lên bàn thờ. À, ngang đâu rồi. Coi ấy cái bàn vuông vuông á, con nhỏ nhỏ bàn vuông vuông nhỏ nhỏ cao cao quá đem xuống đây vinh bàn này, vinh cái ly hương đem xuống đây. Bỏ này vô luôn không? Bỏ này vô luôn hả? Để riêng đốt. Dằn cái dây lên đi anh ba. Dằn cái dây lên đi. Lấy cái bàn xuống rồi vuông thấp xuống chưa? Cái bàn vuông thường hay cúng ở trên trước, cái bàn vuông cao cao rồi nè. Cái này đợt này để đốt.
lấy cái dao ra chặt cái này nhóc, chặt ra lấy cái bao đựng vô dục, dao gác dục. Không, mấy cái ly đó lấy lại cái gì là để lên ba cái bàn đốt ngang cho má. Vậy hả? Có đó cậu. Đem xuống đây. Cậu. Lên lấy xuống đây. Cậu. Mày ngồi trong đây mày chặt cũng được rồi. Chặt ngang cái con. Kệ nó đi. Rồi. Rồi rồi được rồi. Rồi gom thùng rác đổ. Hả? Lùng đó rồi. Kêu nó đợi chút xíu dắt xe chuyền vô giùm. Cái này chút gom lại. Rồi là chùi sạch này đi kiếm cái đầu lót lên đi. Vậy ra. Lấy đầu lao cái bàn này đây rồi xếp cái giường của ngoại đưa cho đẩy cho ngoại luôn xịt khuẩn luôn. Để bàn đây anh ơi. Không để bàn chỗ ngay cái góc bàn thờ á. Không, để dưới cũng quèn đây nè. Chứ đâu có phải để ấy đâu. Tắt đây, tắt đây. Khoa để tôi xịt. Rồi tháo ra xếp lại. Lau đi. Biết rồi nhưng mà bà chèn ra cho thằng lùng đầu kè nó đem ra ngoài giường kè. Rồi kéo cái này qua bên đi. Trời ơi, ưng cái chuyện ta ấy mà phân chi. Come on.